Hello po mga kababayan. Hello teman-teman. Sawadee. Xin chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Thời sự Toàn di dân toàn cầu. Tôi là Kim Thanh. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Huyện Tân Trúc tiến hành giải thích chi tiết về phiếu mua hàng trị giá gấp 5 lần cho di dân mới. Bộ Lao động tuyên truyền những thông tin cần biết khi tiêm chủng vaccine BNT bằng nhiều loại ngôn ngữ. Lao động di trú tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật thì không bị tính là vi phạm pháp luật. Lễ hội nghệ thuật châu Á Cố Cung 2021, tháng văn hóa Indonesia tại Viện Bảo tàng Cố Cung Đài Loan. Huyện Tân Trúc tiến hành giải thích chi tiết về phiếu mua hàng trị giá gấp 5 lần cho di dân mới. Phiếu tiêu dùng trị giá gấp 5 lần đã được triển khai áp dụng cách đây vài ngày. Do đó, trạm phục vụ của Sở Di dân tại huyện Tân Trúc đã tiến hành tuyên truyền giới thiệu chi tiết cho di dân mới bằng nhiều loại ngôn ngữ. Đồng thời, nhắc nhở di dân mới làm thẻ bảo hiểm trước thì mới có thể nộp đơn đăng ký, lĩnh nhận phiếu mua hàng trị giá gấp 5 lần. Bộ Lao động tuyên truyền những thông tin cần biết khi tiêm chủng vaccine BNT bằng nhiều loại ngôn ngữ. Thời gian vừa qua, vaccine BNT đã được triển khai tiêm chủng trong khu vực nhà trường, nhằm giúp những phụ huynh là di dân mới có thể hiểu rõ những điều cần thiết khi tiêm chủng vaccine. Bộ Lao động đã đưa ra video tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng, giúp các bậc phụ huynh và các em học sinh an tâm tiêm vaccine. Lao động di trú tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật thì không bị tính là vi phạm pháp luật. Việc lao động di trú tham gia đóng phim hoặc phim tài liệu thì có được xem là đi làm không? Bộ Lao động chỉ ra rằng, nếu không có quan hệ lao động giữa đơn vị quay phim và người lao động di trú thì không vi phạm pháp luật. Bộ Lao động cũng tuyên bố, nếu người lao động di trú tham gia các hoạt động mà không gây cản trở đến cơ hội việc làm của người lao động Đài Loan, thì đều không được xem là làm việc, vì thế không bị xử phạt. Lễ hội nghệ thuật châu Á Cố Cung 2021, tháng văn hóa Indonesia tại Viện Bảo tàng Cố Cung Đài Loan. Phân viện phía Nam của Viện Bảo tàng Cố Cung Đài Loan đã tổ chức Lễ hội nghệ thuật châu Á Cố Cung 2021, tháng văn hóa Indonesia. Triển lãm năm nay đặc biệt giới thiệu nền văn hóa đầy màu sắc của người Indonesia. Hoan nghênh mọi người và bạn bè người Indonesia cùng đến tham quan, cùng nhau trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc, đậm chất Indonesia.